Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chào quý vị khán giả, hôm nay Phương Văn chia sẻ một cái căn nhà mà Phương Văn đang đứng tại đây ở hẻm 520 quốc lộ 13 quý vị khán giả. Đây là trong hẻm, cái đoạn đường mà Phương Văn quay. Cái nhà này khá rộng quý vị khán giả. Ở đây là chiều ngang là 4,5 m, chiều dài là 20 m quý vị khán giả. Ở đây có nhà chủ ở và có mấy căn phòng trọ để có thu nhập hàng tháng. Quý vị quan sát, đây là cái ngôi nhà. Phương Văn quay hết lên đi xem. Ở đây chủ nhà trồng lan. Ở đây cái ngôi nhà ở phía trước đang ở. Nhà rất là khang trang, đẹp ha. Ở phía sau thì hẻm bên hông là 1,5 m. Ở phía sau có 3 căn phòng trọ. Nếu mà gia chủ nào mà mua cái căn nhà này đó quý vị khán giả, thì chúng ta có cái thu nhập, chẳng hạn như là đi vay ngân hàng, thì thu nhập hàng tháng là cũng hơn 10 triệu. Của phía sau là 3 cái phòng trọ chiều dài, còn phía trước thì chủ ở với trên lầu không quý vị khán giả. Rồi Phương Văn quay lại, ở đây là cái ở phía trước ban công trồng lan rất là đẹp, rất là thoáng mát. Ở đây là nhà phía trước là một lầu đúc giả, coi như là nhà cấp 4 đi. Ở phía sau thì có 3 cái phòng trọ, còn đây là phía mặt đường đi ra hẻm này trong lộ giới là 4,5 m nha quý vị khán giả. Trong giấy tờ là 4,5 m, nhưng mà hiện tại thì mặt đường này là 3,5 m, tại vì trong giấy tờ sổ thì 4,5 m đó quý vị. Ở đây là phía đi ra ngoài quốc lộ 13 ở quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Hiện tại thì ở Thủ Đức là đang phát triển quý vị khán giả. Rồi Phương Văn xin phép đi ra quay phía hẻm bên ngoài ha. Rồi, ở đây là đi ra cái hẻm 520. Ở đây là ô tô chạy được ha. Rồi, quý vị khán giả thấy là cái đường này là đường rộng, rất là mát, thoáng ha. Ở phía sau, ở trong này thì ở rất là mát mẻ. Rồi, ở đây là cái hướng ra hẻm quốc lộ 13 quý vị khán giả. Quốc lộ 13. Ở đây là phía bên là có con kênh này sẽ là dự đoán là hình như trong giấy tờ là 30 m ở con kênh này, mai mốt người ta lắp lại ha. Rồi bây giờ bắt đầu đi vô hẻm nè. Đây hẻm lộ giới là 4,5 m nha quý vị khán giả. 4,5 m. Phương Văn xin phép là quay lại. Đây là cái hẻm đi vô phía nhà. Gia chủ rao bán là cái miếng đất này, cái nhà này khá là mềm và giấy tờ đầy đủ để tất cả mọi người, nếu mà ai có nhu cầu thì sẽ vay ít ngân hàng, rồi mỗi tháng có phòng trọ đó thì mình trả dần nó cũng được. Nó ở đây là rất là thuận tiện, rất là yên tĩnh đây. Rất là yên tĩnh. Còn phía trên thì ở đây là họ trồng lan, những cái lan đó, rất là đẹp. Rồi ở ban công trồng lan rất là mát mẻ ha. Cái khoảng rất là rộng, 4,5 m, bề ngang 4,5 m, chiều dài 20 m. Ở đây rất là thoáng mát, yên tĩnh. Khu vực này thì công nhân viên không quý vị khán giả. Sống rất là yên bình. Kế bên thì có cái vườn mai. Rồi phía trong là căn nhà phía trước, căn phòng phía trước gia chủ ở quý vị khán giả. Đây rất là rộng và trang trí rất là đẹp. Đây trên trần. Ở trên trần rất là đẹp luôn. Trang trí rất là đẹp. Ở đây là gia chủ trang trí rất là đẹp ha. Đây là phía đi lên cầu thang. Đi lên cầu thang.
Rồi phía trên là có một cái toilet nha quý vị khán giả. Ở đây một căn phòng trang trí rất là đẹp, dán hết, được dán giấy hết. Và ở đây là có một cái tủ nữa, một cái tủ quần áo ha. Rồi trang trí rất là đẹp, được dán hết. Rồi bây giờ đi ra phía ban công. Ban công hồi nãy là Phương Văn quay là phía nhà, phía trước trồng lan đó. Wow, quá đẹp luôn, quá hoành tráng luôn đó. Ở ban công này rất là mát mẻ quý vị khán giả. Ở đây gia chủ trồng lan đó, những cái hàng lan này rất là đẹp. Đây ban công trồng lan rất là mát mẻ. Nếu như mà gia đình nào mà có thiện chí thì sẽ liên hệ trực tiếp với Phương Văn. Phương Văn sẽ hướng dẫn và cho xem một số giấy tờ cần thiết. Ở đây là tiện ích quý vị khán giả ơi. Ở đây là phía bên kia, phía bên kia là trường tiểu học, còn gần đây là trường cấp 3 tiểu học. Rất là thuận lợi, gần cấp mắt, gần siêu thị, gần chợ Hiệp Bình. Nói chung là bước ra đường là có mình có thể là mình mua sắm. Ví dụ ăn sáng là cái đường hồi nãy quốc lộ 13 đó, vừa bước ra đó là đầy đủ, không thiếu thứ gì, chỉ có thiếu tiền thôi. Ở đây là gia chủ trồng lan. Ồ, cái vàng lan này rất là đẹp. Nếu như mà mọi người có nhu cầu vừa mua ở vừa cho thuê, tại vì phía dưới gia chủ có mấy cái phòng trọ cho thuê đó, rồi phía trên thì gia chủ ở, cho nên là tách biệt với những người cho thuê đó. Có cái hẻm mà đi vô sâu là 1,5 m, cho nên rất là thuận tiện, không có dính líu gì với những người thuê trọ cả. Coi như là cái hẻm kế bên rất là rộng rãi. Cái miếng đất này hiện tại thì là giấy tờ đầy đủ cho quý vị khán giả, đóng thuế đã đầy đủ. Còn cái căn nhà này thì xem như là căn nhà cấp 4, tại vì phía sau có 3 phòng trọ thì chỉ có một lầu ở dưới thôi. Còn phía trước là ban công nè, nhà hướng Tây, rất là mát mẻ. Giờ này là khoảng tầm 9 giờ nhưng mà rất là mát mẻ ha. Mát mẻ. Đây là những cái ban công và có ghế ngồi rất là thoải mái. Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp, số điện thoại Phương Văn để ở dưới và giấy tờ đầy đủ, sang tên công chứng ngay. Phía trong phòng thì được dán giấy dán tường, trang trí rất là đẹp. Mặc dù là dán ở phía trong nó hơi tối nhưng mà nó rất là sạch sẽ và rất là sang trọng. Rồi quý vị khán giả thấy nè, ở đây là cái ban công rất là mát mẻ luôn. Wow, nhìn ra có lan, có hoa kiển, đôi khi để đây là uống trà. Đây là có ghế ngồi. Rồi giá rất là mềm. Quý vị khán giả theo dõi thì phía dưới Phương Văn có để, hiện tại thì cái nhà này là giá 7 tỷ tặng luôn căn nhà 7 tỷ, nhưng chủ nhà còn thương lượng, khi mà muốn thì gặp gỡ trực tiếp rồi để trao đổi trực tiếp luôn á. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với kênh Phương Văn ha. Rồi sẽ cho xem giấy tờ, và nói chung là giấy tờ hợp lệ. Chỉ có số tiền đó mình có thể là vay ngân hàng, rồi cái tiền mà phòng trọ đó thì mình lấy mình trả lại hàng tháng cũng được. Rồi phía trước thì mình ở, coi như là mình không phải mất tiền, lấy tiền nhà trọ trả qua tiền ngân hàng là ok rồi. Rồi cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ với Phương Văn ở hẻm 520 ở quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi, và nếu ai có nhu cầu thì sẽ liên hệ trực tiếp với Phương Văn. Xin chân thành cảm ơn, kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt.